đào được cục vàng 2 ký, thức trắng 3 đêm không ngủ. Một người đàn ông đã nghỉ hưu vừa may mắn tìm được một cục vàng nặng tầm 2 ký, nhiều người sẵn sàng trả 160.000 đô la Úc, tương đương 2,6 tỷ đồng để có thể mua lại khối vàng này. Người đàn ông này tìm thấy cục vàng bên ngoài ô Ballarat, bang Victoria ở Úc. Người chuyên cung cấp trang thiết bị cho danh đào vàng, đồng thời cũng là thương nhân kinh doanh vàng đã cho biết, đây là cục vàng lớn nhất mà ông biết trong nhiều thập kỷ qua. Tôi đã buôn bán vàng được 25 năm, và đây chính là cục vàng lớn nhất mà một khách hàng của tôi đào được. Người đàn ông đào được cục vàng 2 ký là một người tìm khoáng vật nghiệp dư. Hôm đó ông ta đi vào rừng tìm vàng cùng với máy dò kim loại. Lúc đầu ông nhìn thấy một viên đạn, người đàn ông này cảm thấy thất vọng định bỏ cuộc. Nhưng khi phát hiện máy dò kim loại vẫn không ngừng kêu, ông biết vẫn còn thứ khác bên dưới. Tiếp tục đào, người đàn ông phát hiện thấy một cục vàng ở sâu 1 mét ở dưới đất. Ông cho biết ông được khách hàng đào được cục vàng mang đến cho xem tận mắt. Khi nãy cho tôi xem, lúc đầu tôi không tin, anh ấy không biết phải làm gì với nó. Anh ta đã không ngủ được suốt 3 ngày. Tuy nhiên nhà thám hiểm may mắn đào được cục vàng 2 ký, dường như chưa bỏ cuộc tìm kiếm. Ông cho biết người đàn ông này đã mua một thiết bị phát hiện kim loại thuộc loại hiện đại nhất để quay trở lại khu vực trên tìm thêm vàng. Ông ấy tin rằng vẫn còn nhiều vàng ở đó. Sau lần phát hiện cục vàng trên, ai dám bảo niềm tin của anh ấy không có cơ sở chứ? Cục vàng này sau đó được nhiều người sưu tầm vàng, trả giá 160.000 đô la Úc, nhưng người đàn ông này vẫn chưa muốn bán.